Hôm nào mà đi học nha, chị đi từng lớp một để đi mẹ xem thằng nào con nào lệch sóng để đi con mẹ chị oanh nó luôn. Dạ mẹ, 2K3 mới vào trường mà đi cụ mày dám lệch với bố mày à? Mới biết bố mày là ai không? Chào Hoàng nha. Vâng, em học sinh ngoan mà ngoan có tiếng luôn đấy. Chào Hà nha. Hai cái bảo lộ cổ lắm, mình phải dạy luôn từ cái ngày nó mới vào bạn ạ. Cháu Linh nhá. Chẳng yêu vì gì mà anh vượt không có để yêu em. Thời gian Hoàng sinh năm bao nhiêu, học lớp mấy? Học lớp nào? Ok luôn. Xuống lớp 11 A5 gặp chị xong thì đi luôn. Để chị xem thằng nào con nào 2K3 dám lệch không? Ôi dồi Ngân ơi, con xin mẹ. Vâng, em Ngân ngoan lắm. Em ngoan tuyệt vời luôn. Rồi, cứ xuống lớp 11 A5 gặp chị rồi đi một thẻ. Để xem thằng nào con nào lệch không, để triện cho vài phát cho câm con mẹ mõm luôn. Mới vào chưa không để cho chúng nó lên mặt mình được, để cho nó biết, để cho chúng nó biết mình là ai, mình đã từng là ai. Thế năm ngoái chị mới lớp 10 vào ấy, chị đi kiểu ống hách, kiểu thách thức cả trường này, đi con mẹ chúng mày ăn bố mày đi. Mấy con lớp 12 A3 nó xuống lớp chị, nó bảo là em ơi, em mới vào trường ấy, em bớt tạo nét đi, trường này còn nhiều người hơn em. Chị đứng với lại trường, ô thì con mẹ thằng nào con nào hơn bố mày, mày giỏi mày ăn bố mày đi, còn bố mày thích đi như thế này, bố mày chị dạy, chị bố mày dạy bố mày đi thế, chị bố mày dạy là thế giới này là của bố mày, bố mày đi thế lồn nào cũng được. Thế xong mấy con đấy nó về đó tìm hiểu về chị, nó biết chị là người nọ người kia, kiểu có người nọ người kia, thế là nó có dám làm gì đâu. Thế là vài hôm sau chị kéo một đội lên kịch lớp, chị làm loạn trên lớp 12 A3 luôn. Đây cái lớp này năm ngoái là 12 A3 ở tầng 2, quên, mình đang đứng ở 10 A3. Chào công sông nha. Tiếng đàn anh nhạc sầu thương tương lặng mình trong chiều hoàng hôn. Mấy người này ra đây rồi các bạn.